xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã trở lại kênh Hai Vợ Chồng Mình. Giờ là trời tối rồi nha cả nhà. Vậy con, sợ ma chạy. Hiện tại bây giờ là gần 7 giờ tối rồi. Bây giờ cả gia đình mình thì sẽ đi ăn quán nha. Hôm nay mình sẽ dẫn mẹ mình đi ra tiệm của một người bạn mình mới mở nha cả nhà. Cái tiệm đó là tiệm chuyên về đồ ăn của Nhật Bản nha. Việt Nam thì chắc cũng có đó. Có cô bối đi nữa nè. Mà rủ cha mẹ mình đi luôn. Mà cha mình không chịu đi rồi. Cha mình ít khi ra ngoài ăn lắm. Cho nên là mẹ mình đi thôi. Và anh Tư với chị Tư mình đi với hai đứa nhỏ nữa. Hôm nay mình đổi gió nha cả nhà. Và sẵn đi mừng quà khai trương. Hôm bữa khai trương thì mình không có đi được. Cho nên là hôm nay đi ăn mà sẵn là đem quà mừng khai trương bạn luôn. Thôi không chần chờ nữa, giờ mời cả nhà cùng đi với hai vợ chồng mình nha. Đây, mẹ mình đã xuất hiện. Cô bố thì vẫn còn ở đây. Mình đang đợi anh chị Tư mình vô nữa rồi đi nha. Anh Khoa anh đang lấy xe cả nhà. Cha ở nhà, cha giữ nhà à, ngoài. Bữa nay sẽ xúc chuồng đi. Con sẽ xúc đi dạo phố. Xúc cho con sẽ xúc chuồng đi ăn phở. Ôi bảy, ơi bảy bảy món. Vậy tới đây đi. Hả ông ngoại hả? Ông ngoại ở nhà rồi. Đó, hai vợ chồng mình đi sao nha. Ra đi bảy món đi sao. Và mình đã đến quán của bạn mình rồi nha. Đây là ông chủ quán. Cảm ơn nhiều. Rồi. Tặng quà cây dương. Ông quán nha. Bữa giờ làm ăn được không? Khấm khá không? Trời ơi quá khấm khá. Cảm ơn mọi người tới ủng hộ. Rồi. Đây, đây là tên quán của bạn mình nè, Koi Sushi Bến Tre nha. Xin chào. Chào. Cô chú. Cô chú uống với cho vô. Vô mẹ. Đi 2, 4, 5. Hôm nay thì mình dẫn mẹ mình đi quán Nhật Bản nha. Để mình vô bàn nha. À, ngồi trong thì hả? Bạn mình đã chuẩn bị sẵn để bàn luôn này, rồi. Đi trong này nè, bấm kêu trong này nè. Ông Hèn ơi, con đến đây con có thể lựa nhớ con uống được không? Được. Được vô phòng đặc biệt luôn cả nhà ơi. Này, ông chủ quán cho vô bàn đặc biệt luôn. Rồi, cảm ơn người vô. Cảm ơn nhiều. Này, vô đây rất là yên tĩnh luôn cả nhà. Nè mới vô đây ngồi với ba nè. Vô con, vô ngồi đi, qua ngồi với mẹ kìa. Đó, nguyên gia đình. Rồi ngồi ở đâu? Trời, nó khát nước, nó đi dọc đường nãy giờ mà nó khát nước à. Ừ, hồi mấy cô lấy cho. Rồi từ từ, ngồi xuống đi. Chủ nhìn đã ghê chưa? Bảnh ghê chưa? Ông chủ còn độc thân nha. Ông chủ này còn độc thân. Ê mẹ nó ghê, nó quýnh em chết. Có udon không Bưng? Cho bạn một udon gì ngon. Thôi ăn cơm chứ, có cơm thịt bò. Đó, cơm thịt bò đi. Thịt bò xào á. Đây là trong quá trình đang chọn món nha. Ăn gì Tú Anh? Yeah. Anh ăn, thấy điều đặc biệt gì không? Quán Nhật Bản mà rượu Hàn Quốc. Đây. Quán Nhật Bản mà rượu Hàn Quốc không à? Cái này rượu Hàn không mà, rượu gì vậy ta? Đây cái này nhờ anh Tư, cái này gì anh Tư? Đọc anh Tư, quên có con chủ Hàn Quốc đi mà. Rượu ấy rượu. Rượu gì? Rượu kia kìa, cái rượu này có mấy con rượu. À anh Tư anh chê rượu này. À chê phải không, nhưng mà rượu đó rượu Hàn phải không? Cái này Hàn không à, không có rượu Nhật. Đây không có chai đâu luôn. Đây nè, chai này Nhật nè. Đó, cũng có chai Nhật đó. Chai này chai nè. À.
Có đủ rồi lửa đây. Chưa, gia đình mình chọn món xong chưa? Rồi, hai món này nha. Đâu, chốt cái gì rồi? Ta chỉ kêu kim chi với cá này. Dạ. Rồi. Ăn gì kêu đi. Bò đừng có sống mẹ. Mẹ ăn gì mẹ? Đừng bò đừng sống thôi chị. Lương bảo ăn cơm heo xào kim chi. Mẹ ăn bún không? Chỉ có thịt heo thôi. Mẹ ăn mì không? Mẹ ăn mì udon đi. Mì udon hải sản nè. Mì udon xào hải sản nè. Là thịt bò bao năm. Cho mẹ ăn. Mẹ không ăn bò được. Vậy kêu heo chiên xù á. Đây, đây là món gì? Wow. À, cái này là ông chủ. Cái này là gì? Ông chủ tặng. Đó là sườn bò nướng đặc biệt. Ồ. Thôi có con thỏ nữa anh. Anh có con thỏ nữa nè, cưng chưa? Đây, đây là cái món mà ông chủ quán đãi nha, sườn bò sốt gì nè anh, nãy nói gì? Quên rồi, nói chung là chấm nước với cái gì ta? Chấm với nước đây nè. Mình không biết chấm với cái gì luôn, ông chủ đi mất tiêu rồi. Đây là sườn bò sốt. Hay là mình khỏi chấm. Không biết nữa. Đây, mời cả nhà nha, một miếng sườn bò để ăn rồi. Trứng nè. Ngọt không? Ngọt. Rất là ngọt luôn. Món này món đặc biệt luôn. Cái này giống Nhật rồi nè, cái mùi nó giống giống ở bên Nhật rồi nè. Ủa vậy món này quán này quán Nhật mà. Ý là à hương vị ngày xưa. Giống đến khoảng 90% á. Ông Tư ăn đi anh Tư. Nè mẹ. Ủa mẹ đâu ăn thịt bò. Ăn thử đi. Ngon lắm. Ăn đi anh Tư. Nè. Đây nè, đây biết ngon hay không rồi đây. Bói ngon bói. Quá rồi. Mày đúng không? Mẹ nó không cho ăn thành nhỏ lớn rồi cái về luôn. Tại đóng em ngon mà. Lạnh luôn. Đó, đây thêm một miếng xà lách. Thêm một miếng xà lách vô nữa nha. Ngon ta. Bói gì kêu ăn thật là ngon. Đó, món này của anh Tư nha. Vô đây, vô đây, vô đây. Của anh Tư. Của anh Tư. Đây. Đó, một phần đặc biệt của anh Tư. Cái này mình kêu hai phần á, nó dồn lại luôn á. Ấy mù tạt nước chấm. Đây nè, mù tạt nè anh, nước chấm đây nè. Wow, nhìn hấp dẫn quá em. Đã chưa? Đó. Tươi rồi rối luôn. Gì bói? Cặp cục thịt cuối cùng. Bói trên cục thịt cuối cùng. Ngon không con? Bói ngon không? Đi ăn đi. Anh ăn rồi. Đó, ông chủ quán này là được quán đầu tiên, ý món đầu tiên, món thứ hai là ăn điểm rồi nha. Hai bé thì khó ăn mà ăn là tới tấp luôn nè. Đây còn anh Tân mình ở bên đây thì đây, đang nghiên cứu cái món nước chấm. Cái món nước chấm. Đó, đã chưa? Trời ơi. Ôi. Mất cả. Ngon. Hồi đó ngu. Biết gì không? Đã chưa? À, hồi đó mua qua bên hàng nó đem nó tải cái y cọc bún tàu mà mổ. Mình cọc bún tàu đem nhai 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 cọc mổ. Ai vậy ăn vậy mổ? Tưởng đâu bún tàu thiệt. Cọc bún tàu mổ này. Còn cái này là củ cải trắng nè nha, chứ không phải là mua mua cái này là bún tàu nha. Cọc bún tàu. Ừ. Ủa này phải cải sống. Miếng rồi anh. Đây, đó đây là một miếng sashimi cá hồi. Cá hồi tươi. Nó không mạnh gấp cục bù tạc vô anh Tư. Chắc nó không đủ mạnh quá. Anh Tư anh ăn mạnh quá mà. Sao anh? Để tươi đừng sao miếng để tươi. Bù tạc là cái hạt nó xanh xanh. Cái xanh xanh đó mẹ. Quá ngon. Sao thấy sao? Ngon anh. Mỗi lần mà có nhân viên vô là nó đều hỏi món mì của nó. Thôi chưa lên món gì cho mẹ ăn hết. Ngọt. Ngọt không? Tươi không? Tươi. 10 điểm chưa? 10 điểm không? 10 đó, ngon đấy. Cái món bò nãy cũng rất là ngon luôn nha.
Cái này là mình khen thiệt nha cả nhà. Đây là của món đó của anh Hiền. Lên món, món của đây, con cũng đi, đã xuất hiện nè. Cô chị Tân đây. Đẹp, đẹp quá à, nhìn đã quá à. Ừ, cái đẹp nó nhìn rất là đẹp luôn. Yeah, mì của mối cũng đã có. U dông hay gì vậy? Mì u dông hay gì vậy? Wow, udon. Mì u đon. Ôi, bối bối ăn hết tô này không bối? Cái đó gọc biển đó con. Ăn hết không? Cha mình ở nhà, cha mình đi buồn quá. Con tôm này chín nè mẹ. Cậy nó đi mẹ ơi, con mũi. Con tôm nó chín, có cục cơm luôn. Mẹ ăn đi. Chết sao? Cái này là lấy sao? Sao con? Một bình trăm đó con. Ủa bà ngoại ăn cơm này, bà ngoại chấm với tương cà, mắc cười quá. Rồi sao kê thôi. Ê bà ngoại Tư, bà ngoại ăn cơm này bà ngoại chấm với tương cà, mắc cười quá ha. Chấm với cái nước tương nè mẹ ơi. Nè mẹ. Một phần là vô một ly luôn hả? À thử một phần trước. Mẹ mình không có ăn được đồ sống nha. Được phải không hả thêm nữa. Gừng á mẹ ơi. Rồi ăn được thử rồi, ngon lắm á. Gừng kiểu làm sao á? À, kiểu nó tẩm á. Ta tẩm màu á. Cái tay đứt rồi chừng nào nó dính. Sao thấy ngon không? Ngon. Ơi món này chín nè mẹ ăn đi mẹ. Ào gấp chấm một miếng nước tương. Chấm nước tương á mẹ. Nè. Hả? Có cái mẹ rồi. Ào mẹ ăn rồi mẹ cho nhận xét thôi. Đây là lần đầu tiên mình dẫn mẹ mình đi ăn quán Nhật luôn nha. Ngon không? Đây cơm bò bên đây. Đầu quán món tấp nập luôn cả nhà ơi. Wow. Hấp dẫn quá. Ủa nãy giờ hai chị chi đâu? Hai dĩa kim chi không á em. Đây món tới táp rồi. Đó mẹ, cái đó mẹ ăn cũng được á mẹ, cái đó chín đó mẹ. Để đại đi em rồi để ra cho. Súp miso của chị Tư. Thì đây là cơm bò xào kim chi nè. Đây cái phần này của anh. Ăn thử rồi. Có này cơm mà rất là ăn đi mẹ. Mẹ không ăn được bò mà mẹ cũng không ăn được đồ sống. Nóng quá nghe, rớt cái hàm răng nha. Luôn á. Sao? Ngon không? Đúng rồi. Hương vị nè. Ủa cái món này nhanh dữ ha. Mình chưa kịp thưởng thức nữa. Thôi, nhanh rồi. Con mẹ con. Gì quá. Ủa sao không ăn cái này đi? Cái này của anh thì của anh Tư. Chè cá hồi. Ừ. Nhưng mà cá hồi béo lắm. Ừ, ngon. Cho thử coi. Cái này à. Cơm không? Ừ. Cơm không? Ngon. Mẹ ăn tôm là chín rồi mẹ. Mẹ ăn nè, cởi ăn đi. Mắc cười quá. Ủa mẹ ăn đi. Thank you.
Điện thoại đâu coi? Út đâu có điện thoại đâu cho con coi. Sao mẹ? Mà trong đây đâu có mạng đâu coi. Ai cho chơi? Chú bán bát để làm sushi á. Đúng rồi, chú bán bát vô làm sushi luôn á. Sushi, sushi thịt. Rồi nó đi luôn rồi kìa. Sushi thịt bỏ bối. Tới. Em cái đồ nó bây giờ cho có. Bỏ bối này con chó. Đi đâu rồi con? Ra nói cái đồ phải không, phải đi kiếm cái tàu không ghê không, bắt anh hai làm sushi luôn. Tội nghiệp con đi ghét còn hồi người ta bắt con làm sushi luôn. Kiếm cái gì cho mẹ ăn đi. Con lúc nữa nó được rồi, mẹ còn cái gì nữa đó. Tôi không kịp đó, ta làm từ từ. Ta làm gì mà ăn được nhiều á mẹ? Mình ăn rồi nó xuống. Mẹ lương ăn ngon mà mẹ mẹ ăn không được hả? Tôi ăn gì nữa anh Tư? Ăn mới nhiều tới dội hả? Hai món này mới đưa tụi mày cái thôi. Cái gì? Đói hả anh? Hay là ngon? Đói mà ngon nữa. Sạch tô luôn, tôm tô không còn một miếng luôn đó nhà ơi, còn mấy hộp cũng vét luôn nè. Anh hồi xin cái bát anh về luôn anh. Xin về quê, để dành quê liếp. Đi ra đi vô chờ cái tô mì. Ăn màu đen, cá ngựa, ủa cá hồi nữa. Đây ông chủ quán lại tặng thêm một món nữa. Đi ăn mà tặng hoài kiểu này chắc hồi mình ngồi đây mình đợi quà tặng không quá. Ăn cứ đợi quà tặng không á. À cái này rồi, bên đây là hàu. Hàu nướng muối nha, cho mẹ mình ăn, mẹ không ăn phô mai được. Đây hai anh em thì nói chung là cũng hơi nhâm nhi một xíu nha cả nhà. Cái này là osake. Đúng vậy, đúng rồi. Đúng của Nhật không? Nó nóng luôn á. Thơm như lắm rồi. Rồi hai anh em vô đi. Này là uống nước. Uống nước để hâm giọng. Còn ở đây là bên đây là những người phụ nữ đi hửi cái bình. Uống không được thì hít hơi. Hồi đó mẹ bán rượu mày hửi mày biết rượu ngon dễ gì. Rượu này ngon không mẹ? Ngon. Nhưng mà có gà thơm. Thơm lắm. Ừ. Mà rượu mà người ta pha còn nhiều quá mình cũng biết nữa. Rượu này là nguyên sinh. Hít hơi đi mà ai uống không được hít. Trời, trời ơi. Đây là một vụ luôn. Tô mì của nó là nó em ơi, có tô mì của nó chưa em? Nó đi kiếm tô mì của nó chứ không gì hết á. Nó bị đói rồi. Đây ăn ngon quá cho nên mình kêu thêm một phần nữa. Rồi. Trước khi ăn rồi phải nói chung là làm hủ tục nha cả nhà, phải chụp. Đây ông chủ vô, ông chủ tặng nhiều quá, ăn không có nhiều mà ông chủ tặng nhiều quá. Bạn bè tới là phải như vậy chứ sao? Tới là tới đó làm hậu, chứ bọn ba là với tư là tới là tới bến hả? Là mời tới nữa. Mời tới nữa. Mời ăn đồ tặng thôi. Chứ mấy cái món này là phải chưa lên menu. À. Sao còn tặng ha. Ừ. Menu là nó không có. Để thử coi, thử phần tặng cái bông coi chưa, bạn chưa ăn nữa. Nào thử coi nhìn cái tôm hấp dẫn nào. Sao giống chủ? Đó là tôm ngọt sashimi. Mà lúc mà mình hay ăn á. Tấm tương một bát. Đây, một tương một bát. À mà quên vậy, ông chủ nói sushi nhưng mà không ăn được sushi được phải không? Ăn được hết. Ông chủ này tập ăn nhiều rồi, làm ông chủ rồi mà. Bữa khai trương không có xuống được, mà sợ lu bu hôm nay xuống cho thoải mái. Khai trương rồi không có chỗ ngồi luôn. Quá ngon. Quá ngon. Sao anh kiếm gì anh? Bạn mới có thời gian bạn tiếp thôi chứ bữa giờ mình chạy trong bếp không luôn. Mấy đầu bếp, mấy đầu bếp. Năm người bếp là không kịp á. Năm người bếp là không kịp. Cái nhà đây giờ hai ông ngồi tâm sự, có một người ngồi nhìn. Ủa,
Ê, bé bé bên đây là ăn quyết xiết luôn nha. Bói có tô mì chưa con? Ăn hết chưa? Sao mẹ thấy con Hào sao mẹ? Nhưng mà tại vì mẹ mình không có gọi là đam mê con Hào lắm cho nên mẹ ăn mẹ khen cũng ngon thôi chứ món mấy món kia thì mẹ mình khen ngon nha. Mẹ ăn không được, béo quá. Là nhập hết ra đồ nhập mẹ. Nhưng mẹ ăn cái này đi mẹ. Cái này ngon nè. Cái nào mà mẹ mình ăn không được là mẹ mình đẩy qua mình nha. Mình cái nào cũng ăn hết. Tuyệt vời. Thấy trang trí giống Nhật quá nè. Bình này rót được 4 ly ha. Quán bán rồi chủ quán mới ăn, ăn mới tin. Rồi, rồi thoải mái. Đó chủ quán bán rồi chủ quán mới ra tay. Ê sashimi này như nó không có... Sao bạn? Không đủ đô của anh Tư, không cay, không nồng lắm. Bù tạc. Bù tạc, bù mà tạc. Đúng mà, bù tạc này đúng rồi vậy kìa. Nào, nồng không? Ngon. Ngon. Không. Đủ rồi, để em ra em ăn bù tạc. Được rồi, được rồi Bùm ơi. Ổng gom hết nhiều đây vô đây tại vì nó không đủ mạnh nên mình ăn quen rồi á. Ờ. Đúng rồi, đúng rồi. Nói chơi chứ bạn thấy liền. Bạn Bơm thấy hai đứa trẻ này ăn là biết ngon hay dở rồi nha. Đó, muốn bối đi quảng cáo giờ. Không được, cái là cái món gì nãy bạn muốn tặng. Món đầu tiên đó sườn bò rất là ngon nha, cái vị của nó giống của Nhật. Quá đã. Bò bao nhiêu nướng là nó phải khác. Quá đỉnh. Rồi, ăn còn miếng cuối cùng mình xin là còn miếng cuối cùng cho bé luôn đi. Bối là ăn mấy miếng luôn á, ở giờ ăn rồi, ăn rồi bà ngoại. Ăn gì bây giờ chống cạn ơi. Đi noi gì rồi. Đây, mời cả nhà một con Hào nha, Hào này là Hào nướng muối nè. Trời ơi, con Hào nó bự. Hào này là Hào sữa cả nhà. Kêu cho mẹ ăn mà cuối cùng mẹ ăn không được, mẹ để qua mình luôn. Cái này chủ quán kêu là nhập ở Hugo. Nó có cái mùi béo béo rồi đó, mời cả nhà. Nó đã. Nó béo. Bình cái đường. Con này giống vậy nó đã mặn mà còn nướng muối vô nữa thì nó hơi nó béo quá béo mẹ ăn không được. Đã. Đã luôn cả nhà. Nó béo đâu cho con mượn cái con phô mai đây. Đây. Chị ở trời. Chị Tư mình kêu phô mai ra chị Tư mình ăn không được nè. Giống như cái con này nó rất là béo luôn rồi mà có phô mai vô nữa. Nhưng mà ai là những tín đồ của đồ ăn béo thì đảm bảo ăn rất là ngon nha. Ta giờ mình đi tính tiền. Tiền không? Tính tiền anh. Ủa tính ngoài này hả? Ở ngoài này. Thế là gia đình mình cũng đã ăn xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi về nha cả nhà. Có một bữa ăn thật là ngon luôn, thật là hoành tráng luôn. Đây tươi xanh luôn. Ông chủ đưa ra tới tận cửa luôn nha. Đi ăn được ông chủ tiếp đón tận bàn rồi đưa ra tận cửa lên tận xe về luôn. Con xin là phải vậy, phục vụ khách là phải như vậy. Rồi cảm ơn ông chủ nhiều. Rồi bữa mai mình về ha. Rồi sẽ quay lại nhiều nhiều lần nữa. Rồi không lên tận xe nữa. Chúc ông chủ mua mời văn đáp. Rồi bạn cảm ơn nha. Rồi. Bye bye ông chủ, hẹn gặp lại nhiều nhiều lần nữa. Đúng rồi, mình phải gặp nhau thường xuyên. Rồi về nha bạn Bơm, bye bye.